Cái iPhone này nó chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, tức là multitask, và đây là cách mà nó thể hiện, không phải như ngày xưa nữa. Và từ đây các bạn có thể đóng các ứng dụng. Bây giờ mình mở tiếp các ứng dụng khác, nhấn về home, mình mở các ứng dụng khác tiếp. Đây các bạn này, các ứng dụng được quản lý kiểu như vậy. Để các bạn xóa đi hoặc các bạn sợ. Sợ thì nó về sẽ bình thường rồi. Rất là hay hả?